Tác động của đại dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh là rất nặng nề, khiến nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được khách hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh thu giảm mạnh, phải cho nhiều lao động nghỉ việc. Hiện nay, khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp lại tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn trong việc tái sản xuất, đầu tư. Giãn nợ, miễn, giảm lãi vay đang là một trong những vấn đề nóng được cộng đồng doanh nghiệp tại Đà Nẵng rất quan tâm. Thực tế, câu chuyện giảm lãi suất cho doanh nghiệp trong thời điểm dịch bệnh chủ yếu phụ thuộc nhiều vào các ngân hàng thương mại. Bản thân ngân hàng thương mại cũng là một doanh nghiệp. Chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay chỉ khoảng 3%, nên mức điều chỉnh giảm lãi vay chỉ có thể dao động ở khoảng 1%. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp cho rằng bên cạnh tích cực kiến nghị với Trung ương về vấn đề này, thành phố vẫn cần huy động thêm nguồn lực tại chỗ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp về nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất. Ngoài cái sự can thiệp của ngân hàng nhà nước với các ngân hàng thương mại, thì ngân hàng chính sách hoặc là quỹ đầu tư phát triển thành phố cũng cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay không trả lãi hoặc là trả lãi ở cái ưu đãi để mà trả lương cho người lao động, vừa giúp cho doanh nghiệp có cái sức đà bật lên và cũng cho người lao động yên tâm cho cái hoạt động khôi phục trở lại phát triển kinh tế. Mặt khác, ngoài các chính sách hỗ trợ, điều mà đa số các doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi hơn cả, đó là sự rõ ràng, nhất quán cũng như khả năng tiếp cận đối với các chính sách đưa ra. Thì có thể nói là nhà nước cũng là bả đỡ, cũng là đưa ra chính sách, chứ cũng không có thể nào mà hỗ trợ hết toàn bộ cho cộng đồng doanh nghiệp được. Tuy nhiên là cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn là bả đỡ, thì nếu đã hỗ trợ thì phải có chính sách rõ ràng, cụ thể và mọi doanh nghiệp đều hiểu biết mình có được hay là không. Hiện tại vướng nhất là các chính sách hỗ trợ thật nhiều, nhưng mà tới khi tham gia thực tế thì lại không được, do vướng chỉ tiêu này, vướng chỉ tiêu kia. Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thời gian qua đã tổng hợp và đề xuất với Trung ương về chính sách giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội, các loại phí công đoàn, giảm giá điện. Về phía thành phố, dự kiến sẽ có các chính sách về vay vốn lưu động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận vay vốn trong thời gian đến.